Nhà khang trang công việc nơi tập đoàn, có thể không còn thấy được nhau như lúc xưa bằng hàng. Ngày mà lá thư giấy đang chờ đến sáng hôm nay, đích thân trao tận tay, dấu ký trong học bài từ khoảnh khắc đó mới chính là tràn ngập vàng. Nhận ra sự ngắn ngủi của một vòng tuần hoàn, nước mắt mẹ trên mỗi kỷ vật và mỗi khi ngày dần tàn. Luật cuộc đời đề xuất cho một đời người là 60 năm, chỉ để thấm nghĩa của bốn chữ nhân vô thập toàn. Xem đó là một tiếng chim hót cho những lời khen chưa thật, và học quen cũng chỉ lan sáng vài giờ của trời chưa chật. Giữ trong tim từng giọt nước mắt những lần quặn đầu, chỉ để tươi mát cho những chặng sau của tháng ngày nước nề bằng một cơn mưa ngâu. Vẫn cứ đi trên con đường dù không hay là trong bao lâu, cá là sẽ rất khó để ra biển lớn từ trong ao sâu. Xin cho tôi tình yêu để ôm niềm tin mà bước tiếp, đến đây nói với tôi rằng không sao đâu. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Rồi chúng ta ai cũng sẽ như nhau, nhìn nhau thật lâu đi trước khi vô hình trước gương màu. Được chào đời bàn tay trắng và lề đời nằm ngay ngắn, xin thứ tha cho những vụn về đã vô tình va vào nhau bằng lời cay đã. Xin hôm nay hãy cứ yêu đi, yêu tôi như cơn mưa bên trong ngàn vì mà không chia ly. Ôm tôi như khi ôm tivi cả ngày giờ, biết đâu mai đây mắt sẽ mờ và mất trí nhanh đi. Mà cứ khóc đôi bàn tay cần đau, đừng có nuốt đến đôi mắt mày để tôi lo. Chưa ngày mà nhắm lại, bao dung này có hề lung lay, cho dù chỉ một người dõi theo sau. Lời yêu thương cho tôi nói vào đầy tai, hồn tôi là thêm mây khói vào ngày mai. Nhiều ưu điểm sẽ dễ lọt vào mắt người ta, nhưng một khuyết điểm cũng không có chỗ cho một cái nhìn qua. Nhiều biến ẩn giữa hai vế tôi vẫn đang cố cân bằng, và chỉ có sống chân thành là câu trả lời cho phương trình đầu ra. Tại sao số 10 là dấu X vào thời kỳ La Mã? Hãy để mấy em suy dần là chính là tối đa, và mọi kết quả trong ngần ấy thời gian qua, chỉ để ta biết không một thứ gì trên đời là hoàn hảo cả. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Sĩ Kim Lee đã hỗ trợ cho tiết mục vừa rồi. Give it up for Harry Kane. Pepsi vị chanh không cola mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Hãy xem chúng ta có bao nhiêu bình chọn từ khán giả nhé. Big Daddy, hay sao vậy bạn này? Em rất là thích cái nhóm của bạn ấy, tại vì là tất cả các anh em đều lên sân khấu hỗ trợ nhau và họ diễn rất là nhiệt. Ngày hôm nay anh lại hơi bất ngờ về cái chủ đề này của em. Em vẫn còn trẻ nhưng mà em lại có gói gắm rất là nhiều những cái tâm sự. Anh thấy rất là hay và anh rất là thích bài hát này. Anh đã từng làm việc với cả Hiếu rồi, nên là anh nghĩ là anh cũng sẽ có thể làm việc thành công được với em. Cảm ơn Big Daddy. Mời Andre. Team của anh thì đang thiếu một bạn rap lớp. Em đã mang một cái màu sắc hợp với đội của anh. Em tên là Hurricane đúng không? Dạ em. Nhưng mà anh thấy hôm nay cái gió của em hơi yếu. Nếu mà em về với team của anh thì anh sẽ làm nó thành cơn bão. Em có cần bão không? Bão đây nè.
anh ngồi nghe và anh rất là thích cái màn trình diễn của em. Nó khá là lyrical. Có một cái line anh rất là thích. Anh có ghi xuống là cá là sẽ rất khó ra biển lớn từ trong ao sâu. Bất cứ đi trên con đường dù không hay là trong bao lâu, cá là sẽ rất khó để ra biển lớn từ trong ao sâu. Xin cho tôi tình yêu để ôm niềm tin mà bước tiếp. Và cái từ cá ở đây nó có phải là intentional không? Yeah, nó chính là nghĩa. Yeah, anh rất là thích cái sự sơ đồ, nó khá là sneaky. Anh em có thể Việt hóa nó một tí không? Chị Su, sneaky là... Một cách rất là subtle. Nó rất là subtle. Yeah, nhưng mà anh thích cái kiểu như vậy, cái flow. Nó rất là bắt tai, nghe rất là vào. Yeah, anh mong là em sẽ về với team của anh. Mời Bảo Khang về gặp Bảo để thành cơn bão hả? Dạ vâng. Cái cơn bão đó có thể là sẽ cuốn bay em. Team B-Ray sẽ làm chảy máu tài năng. Tại vì team của B-Ray đã có rất nhiều lyrical rapper rồi. Nên là em hãy suy nghĩ, team của anh hiện tại các bạn khá là vui vẻ. Và có cái màu sắc như em vào thì em sẽ cùng các bạn ấy có thể kết hợp được rất nhiều thứ hay ho. Anh thì anh nói ít, nhưng anh làm nhiều. Anh không nói nhiều như hai bạn này. Thế nên anh mới ít thí sinh. Chưa thấy anh làm gì hết luôn. Anh Thái, mặc dù anh không chọn nhưng mà anh cũng cho em một ý kiến chút xíu. Trả lời cho anh đi. Trả lời gì ạ? Biết muốn nói gì không? Trả lời đi. Em trả lời giùm anh. Không cái gì. À, nó cho nó hợp hả? No, I'm just joking, but I feel like cái bản wasn't strong enough. I know you're very talented, I can see it, you have a strong, you know, presence. Nhưng mà cái, I feel like when you come on the stage, you gotta come hard, you know? Like the best of the best is here, and I feel like that song didn't hit for me. You know what I'm saying? You mean the content or no? Just the feeling, lyrics. Like he said, pretty sure it's pretty dope. You know what I'm saying? Yeah. Các vị giám khảo có ý kiến gì không ạ? B-Ray nói là B-Ray rất là thích cái cách bạn chơi chữ đặt nhẹ vào vấn đề đấy, không cần phải quá nổi trội. Nhưng mà ai cũng thấy được cái cách của bạn đặt rất là tinh tế. Ok. Yeah. Em là một người viết rất chỉnh chu. Nghĩa là bài có đầu có cuối, có sự nghiên cứu rõ ràng. Nhưng mình nên xác định đây là một sàn đấu, cố gắng làm sao để sử dụng đúng, đủ. Và em làm những cái câu gây sát thương, nó có tính hiệu quả hơn so với những gì mà em viết để em thuyết phục tất cả khán giả. Yeah. Tôi thấy thuyết phục mà. Tôi thấy ok mà. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong một cái giới hạn an toàn. Hãy đến với tôi đi, như chưa đủ để sale bản thân. Cái gì đó? Tí giận này đấy, làm tí bất động sản. Ừ, tí sale thế không ai mua đâu tí. Ơi, để tiếp theo cái câu chuyện packaging. Thì người ta đó có cục kẹo, rồi người ta phải có cái vỏ kẹo, và sau đó người ta bỏ vô hộp để cái thiệp được mới bán được, đúng không? Thì có một người huấn luyện viên có thể làm cho bạn điều đấy đấy. Là? Andre. Anh theo Fancy Boy liền luôn á. Em cần một cái gì đó crazy hơn. Một cái người biết cách phủ kim cương lên như Andre. Ý kiến của em thì lại không như thế. Thật lòng mà nói, cái người mà hiểu em không nhất thiết phải phủ lên em những thứ kim cương hào sảng, nhưng vẫn tỏa được cái nguồn năng lượng của em một cách chân thật nhất, thì trong đầu anh là Big Daddy. Vậy nè, theo Su thấy nha, cái phần tâm hồn nó rất là khó để mà đào tạo. Và bạn đã có tâm hồn, nhưng mà phải có phương hướng đầy đủ thì mới làm cho cái tâm hồn đó nó được tỏa sáng cùng với cái kim cương. Có nghĩa là mình phải có content đàng hoàng. Mà cái content đấy nó phải vui vẻ, nó phải hài hước em ạ. Nhìn anh bầu kìa, có hài hước tí nào đâu. Rick, đây là hai luồng ý kiến rồi. Em có luồng ý kiến nào? Nãy giờ em chờ có nhiêu đó thôi. Nói đi em. Nói đi Rick đầu bạc. Tự nhiên nói câu đó anh chị quên luôn. Sau nãy giờ gì em quan sát mọi người khẩu chiến với nhau, em quá mệt mỏi đi. Đúng. Thì giác quan... Trực gì nói cái gì đơn giản thôi, em nghĩ cảm giác của em. Ừ, bạn nên về với một người không flexing quá và đừng lyrical quá, nên trung hòa hai cái, về với team thiếu vải đâu đây cả mảnh luôn đấy, cứ thiếu à, không, team lầy lội ạ. Big Daddy. Sao Su, em theo không? Giờ 2 trên 1 rồi. Thôi, hai người là ngon rồi. Ngồi quyết định đi. Nhanh, còn bao nhiêu thí sinh đứng đợi kìa. Tôi vẫn bảo vệ cái ý kiến của tôi. Nhưng hai người
số phiếu nhiều hơn, cho nên tôi đành phải mời em về với Big Daddy. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng Harry Kang về với Big Daddy. Bây giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.